Một chiếc loa Bluetooth nhỏ gọn và tiện lợi và hát được karaoke thích hợp cho bạn nào thích mang đi xa. Đặc biệt, trên loa còn kèm cho hai mic dành cho bạn nào thích song ca với nhau. Mình test thử chất âm của micro cho mọi người nghe ha. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Trên mic thì hiện tại là có cái âm vang echo ha, mọi người không thích thì mọi người cứ tắt. Alo, alo, alo. Đấy, rất là tiện lợi cho bạn nào mà ngồi ở xa loa ha. Test mic xong rồi thì bây giờ mời mọi người nghe tới cái chất âm thanh của nó ha. Sau khi mọi người nghe cái động nhạc vừa rồi thì mọi người thấy mid và cái âm thanh nó sẽ như thế nào? Nhưng mà riêng bản thân cá nhân mình thấy á, một cái giá tiền mà gọi cái mức tầm trung như thế này á, mà được cái chất âm vậy thì quá là ok. Trên chiếc loa này thì có thể thêm là một màn hình LED ha, hiển thị giờ, mọi người có thể dùng để decor trong phòng ngủ, phòng khách của mình cực kỳ tiện lợi. Bạn nghĩ sao về cái chất lượng sản phẩm? Bạn hãy comment phía dưới cho mình biết ha. Còn bạn nào mà muốn sở hữu một chiếc loa như thế này thì hãy bấm ngay link bên dưới và giỏi hàng ha. Ok, bye bye mọi người.